Chào Đinh anh Vĩnh nhá. Rồi, lên Calo anh ơi. Rồi, chào Đinh mẹ Thảo nha em ơi. Chào Đinh mẹ Giang nha. Rồi, ok. Các bạn ơi, bò lên chưa? Các bạn ơi. Đi lên đâu? Mày lên. 2, 3. Lắc mày lên. Mày lên. Bịt lại. Bịt đầu lại. Lắc mày lên. Rất may mắn cho chúng ta là hôm nay vịnh san hô là trời nắng đẹp nha, không hề mưa. Xin chào vịnh san hô. Và xin chào vịnh san hô. Rồi vào đây các bạn ơi. Ok. Rồi, chào chúng ta đến với lại cục dịch vụ ở đây nhá. Dịch vụ là đi mô tô nước tự lái nha các bạn nhá. Các bạn kiếm video về về nhá. Rồi, chúc thành công nhá. Bye bye nhá. Đi chơi vui vẻ nhá.
đất vịnh san hô. Có 10 phút để tham quan chợ, tham quan hải sản, bắt tôm, bắt cá lên chụp hình miễn phí nhá. Rồi 10 phút để chúng mình set up đồ xong mình vào mình ăn cơm trưa nha các bạn nhá. Dạ vâng. Rồi chào mừng các bạn đến với làng trà nha các bạn nhá. Rồi mình di chuyển vào trong đi ạ. Di chuyển vào trong đó các bạn ơi. Rồi vẫy chào làng trà này em ơi. Rồi. Rồi vào trong đi, vào trong xong họ bắt tôm, bắt cá cho mình xem mình chụp hình nha các bạn nhá. Rồi, xin chào bé. Rồi, chào anh. Rồi, vào đây bắt tôm bắt cá này chụp hình này anh chị ơi. Vâng. Em cá đó cá ít đó bạn. Vâng. Tưởng cá bớt thôi, cũng cá bớt anh ạ. Rồi, bạn ơi, cho mình giới thiệu chút xíu ha. Đây, cả nhóm 7 người đây hết đây. Dạ vâng. Chương trình đi của mình á là bên công ty của anh Hiển đã lo cho bữa cơm trưa cho chúng ta rồi. Ha. Chào mừng các bạn, cho mình xin 10 phút để set up thức ăn á. Ở đây có những cái đặc sản, cái hai thứ để mình giới thiệu cho bạn á ha. Nó bơi ngửa ra. Một là con tôm, và đặc biệt là bữa nay mình anh Hiển ơi. Vâng. Rồi em ơi, nhà mình cầm nó lại, cầm để chụp hình với phim này. Đây một lô luôn này. Ồ tôm bông kìa. Con tôm bông to kìa. Rồi nó nhiều loại lắm em ra đây em xem nhiều loại lắm đây. Cái loại đây nè em. Cái loại mà không có màu nè. Gọi là tôm hùm chi. Cái loại này á thì chỉ tính 1 ký. Cái này 190 lạng. Con này 3 lạng em. Em cầm chụp hình đi. Rồi, em cầm chụp hình này đây này. Cầm chụp hình được mà, thoải mái mà. Cầm. Hai em cầm đây này. Đây là tên thiên nhiên á bạn. À. Nuôi thì nó rẻ ha. Rồi, xinh nha. À nhìn máy này, nhìn máy này. Con tôm to chưa này. Đấy. Rồi, ok. Đây con Sam đây, bắt Sam cho 2 bạn. Hai em ăn 1 con được rồi. Con có 100.000 nữa. Rất là ngon. Rồi à, đây, Sam đây. Rất là nhiều luôn bạn. Đây, ui, nhiều thế. Ôi, một rổ luôn này. Em cầm một con chụp hình em ơi. Em cầm chụp hình này. Rồi, ok. Về làm bộ siêu tập em. Chị cầm, cầm này. Em cầm không? Con Sam này, như con rùa này. Thấy không? Cái này nó độc lắm chứ. Không, cái đó người ta cắt rồi. À, vậy hả? Ừ. Nó có cái nhậu là cắt rồi, nó còn vậy. Tại vì người ta là lặn biển lên, người ta cắt liền. Chưa, thích chưa? Rồi, các bạn ơi! To nữa lên! Các bạn ơi! 2, 3! Yo! 2, 3! Yo! 2, 3! Uống! Rồi, ok, rồi, uống đi, uống thật nha! Rồi, dạ vâng, rồi. Nếu mà tính ở ngoài biển mà cái rùi vậy là không được. Dạ. Ok, rồi. Mình ơi, mình tạm biệt làng trài cái nào các bạn ơi, tạm biệt làng trài nha. Rồi. Đây. Rồi, chào các bạn đến với lại Hòn Tầm nhá. Cẩn thận nhá, bước rộng chân ra. Sóng bình thường mà sóng mà. Không có để cho sóng được không? Rất kính em ơi, rất kính. Bạn bên nhau bạn nhé, rất thân nhau đi vào nào. Dạ. Vâng, sắm cái xe luôn hả? Vâng. Rồi, mình lên xe điện đi các bạn ơi, lên xe điện đi. Mình xuất trình vé ra cho bảo vệ họ kiểm tra. Dạ vâng. Ở nhà di chuyển nhá các bạn ơi. Chào tạm biệt. À quên, bây giờ mới hello Hòn Tầm nhé, quên là bảo tạm biệt. Giờ mới hello Hòn Tầm nhá. Hello Hòn Tầm nhá. À, bên tay trái nhá, tay trái là đồ nam nữ nhá, tay phải là bên nam nhá, coi chừng nhầm chuồng nhá. Đấy, thấy chưa? Anh nhìn thấy nhà vệ sinh đẹp chưa? Đây là những locker này. Cái khóa này các bạn đeo trên tay và xuống nước thoải mái nhá. Số bao nhiêu anh? 018 mà sơ không. 018 ngay bên này, đầu đây này, đầu trên này thôi. Đây này 18 này này. Hai tầng mà. Hai tầng mà. 08. 008 đây nè. Rồi, quẹt vô. Quẹt vô. Số này là 008 luôn nè. Đấy. Thấy chưa? Cửa tự động mà.
cái thẻ này nhá, anh đem xuống nước vô sờ tư luôn, tắm bùn ngâm thoải mái luôn nhá. Còn đây bên này nhà vệ sinh này, trời ơi. Hồi ở Vịnh mà không có nước tắm, bên này gọi là cái tắm ngủ xong bồn tắm luôn, ngủ trong nhà tắm luôn. Đây là ở đâu? Thế anh cứ đứng ở đâu anh thấy được đây này. Đây. Em có cái bồn nước này. Đấy, thấy chưa? Ừ. Đẹp chưa? Rồi, chào các bạn đến với khu tắm bùn của đảo Hoàng Tâm này các bạn ơi. Dạ vâng. Nhà mình chơi chung hay chơi riêng đây? Hả? Hay là hôm nay mình chơi chéo cánh đi? Hay cho mình trao đổi đi? Hả? Trao đổi người thân của mình cho người ngoài đi. Dạ. Đây ạ. Rồi, để khăn lên cái trụ kia. Gấp gọi khăn này, để khăn lên cái trụ kia. Và mình ngồi trên cái thành và mình ngâm chân trước nhá. Mình ngâm chân trước rồi, rồi vâng. Hồ của anh chị là vừa to và vừa dài. À, vừa to và vừa dài. Kiếp dài chưa? Rồi ngồi thành á. Và từ từ mình ngâm mấy chân. Rồi đây này. Và từ từ mình ngâm mấy chân. Có thun. Nào, tưới bùn với nhau nào, tưới bùn với nhau, bùn kìa. Rồi, chồng tưới cho vợ này. Thích nhá, đấy, cứ cao lên đấy. Cười này đấy. Bóp nhẹ đấy. Đấy, thủ lĩnh này, đây là thủ trưởng của chúng ta đây. Sướng tê tái luôn hả? Dạ. Chắc không nghe câu này của Subo. Dạ, chưa nghe câu sướng tê tái bao giờ. Chà lưng kìa. Em lấy gáo đập vào người. Đó, đập mạnh. Rồi, múc bùn tưới nhau này. Cứ cao bùn lên. Quý sung sướng cái này. Dạ. Cao lên. Cười nào. Rồi, những nụ hôn say đắm bên hồ bùn nha. chưa dùng khăn em ơi, chưa dùng khăn. Này, họ ghi này, cẩn thận trơn trượt nhá. Đi từ từ thôi, vâng. Tầng 3. Nữa đi anh chị ơi. Nữa lên. Rồi, cái giống như là cái động phong nha kìa đấy. Em đứng đây mà, em ở ngoài mà. Vâng, rồi vào đi em ơi, vào đi. Chạy nhanh. Chạy vào đi, đó, đúng rồi. Rồi, cùng nhau đi ra qua đây. Rồi. Em ơi. Đây. Rồi, hồ bơi vô cực nha. Rồi, tìm một chỗ để khăn lại. Và đúng rồi, lên đó chụp hình xuống là lấy hết cái vịnh Nha Trang này luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Lên đây chụp hình luôn em ơi. À, đi qua. Lên đỉnh luôn, đúng rồi, lên đỉnh luôn. Nhìn máy này. Woo! Em ơi. Vẫy tay này, chào nhau này, vẫy tay này. Bên này, lên đi. Hai em lên đi. Cố lên. Rồi, lên này chụp xuống đẹp tuyệt vời em ơi.
23 tạm biệt Hoàn Tâm nhá. 1 2 3. Ok, tạm biệt Hoàn Tâm. Chó. Dạ hết nói tiếng người à. Tiếng thú à.